tôi luôn tỏ ra rất tò mò. Tại sao khi bạn đứng ngoài trời mưa và dưới cây sẽ bị sét đánh? Trên thực tế, thứ chính có thể giết người là sét từ đám mây xuống đất. Trong đám mây giông, thường thì đỉnh đám mây mang điện tích dương, đáy mây mang điện tích âm. Điều này sẽ thay đổi trường điện xung quanh mặt đất, làm cho mặt đất tụ hội một lượng lớn điện tích dương. Ngay khi điện tích âm trong đám mây chạm vào điện tích dương trên mặt đất, sẽ kích thích một cú sét vang dội. Dòng điện mạnh mẽ có thể dễ dàng xuyên qua cơ thể con người, gây tổn thương nặng cho tim và hệ thống thần kinh. Vì vậy, việc thề và bị sét đánh không có liên quan gì nhau. Nhưng tại sao lại dễ bị sét đánh khi đứng dưới cây? Nguyên nhân là chiều cao và hình dạng của cây làm cho cây trở thành mục tiêu dễ bị sét đánh. Dòng điện sẽ xuyên qua thân cây và gây tổn thương cho người đứng dưới cây. Mặc dù tòa nhà cao cũng dễ bị sét đánh, nhưng bê tông là chất cách điện nên người bên trong tương đối an toàn. Nhưng nếu bạn đứng trên tòa nhà cao thì không biết được. Ngoài ra, nước cũng dẫn điện. Khi người ta chèo thuyền trong nước, thân thuyền và nước kết nối tạo thành đường dẫn dẫn điện. Điều này cũng làm tăng nguy cơ bị sét đánh. Vì vậy, trong thời tiết có sét, hạn chế không nên đến gần khu vực nước. Vậy nếu bạn đang ở ngoại ô, gặp phải cú sét mạnh phải làm thế nào? Chuyên gia khuyến nghị nên đứng chân cúi ngay lập tức, giảm thiểu chiều cao hiệu quả của cơ thể,